Okay, sư sĩ nhà học lý. Thế nên khi ông nâng nay nó học lý làm vì biết về ca ca phi phi nửa nào mà đấy bài tra email cái đôi chữ password log cho account Facebook của bọn dưới đầu tiên ca anh nhé. Ok, chắc làm học lý. Ok, lấy những bài email xong tới. Ok, chị thông mà đã nâng về đài nâng nào mà nhé score lòng phí email từ chị password phụ kê nâng ai đọc cho account bỏ dưỡng bàn phần tay xâm rạp nghe nít khi nâng này nôm nhé tặng học nhé ông phí được kiếm ca ca phí ở đây ta security password tốt bây chị kê miền email từ chị password bỏ dưỡng có kê mà ai đọc cho account Facebook bỏ dưỡng bàn đài miền tài dương chị mà trả account đấy đài ai đọc cho bàn vì phụ nâng về đài chỉ dùng đọc cho tới trong account Facebook của dưỡng viên được tiêm tia security code hay security code nó miền tại dưỡng chỉ một trả account kế tại một cột tế đại miền. Ok, môn đường thuê ca bằng security code chỉ đồng bố này học viết ở mê xu thà này học nghĩa và lấy tư sập ở bọn này học nghĩa đã cho tới trong account Facebook của bọn này học nghĩa thì group security code nó nhà cho tới trong lấy tư sập này. Ok, lấy nhóm cho tôi check ta account Facebook một nhóm nâng miên lấy tù sắp ở bên đây. Ok, lấy nhóm cho tôi theo edit profile. Ok, lấy contact and basic info. Ok, cái lấy add mobile phone đấy, nhưng mà tôi miên lấy tù sắp thì lấy nhóm thử đã lấy tù sắp sân nằm bay về để dùng bao security code viên nâng nha lấy câu cho tôi theo lấy tù sắp này bao nhiêu. Ok, sao tới. Ok, bắt đầu bị dương add ban add mobile phone hay dùng chụp lại modify đảm bài bây giờ thay lý tù sắp đến cứ chỉ lý tù sắp bao giờ còn ạ. Ok, bắt đầu bị dương chụp modify hay viên được nhà lý code cho tự nông tù lý tù sắp đây bao giờ. Ok, là việc nhà cho mà hỡi. Ok, nhưng mà cho tới. Ok, bắt đầu bị confirm tới. Mình chỉ ok. Ok. Nên thay lệch tù sắp nâng, cứ chỉ lệch tù sắp tay tòa khuôn bỏ dưỡng mềm. Ok. Và tốt mốc, và tốt bị dưỡng bàn verify và có thay dưỡng bàn lạc lệch tù sắp tòa khuôn bỏ dưỡng hơi. Dưỡng cho tự khuôn nông, như thế là ngày mai, dưỡng cho tự khuôn nông thím. Ok, tốt mốc dưỡng cho lại security ní, làm bây thử cả bảo security code. Ok, tốt mốc dưỡng cho lại ní, login, approval, ok, chuẩn edit. Ok, nhìn thích lại require security code này màu. Ok, get start. Ok, trong trường hợp này nhóm thử ca testing là ca computer thế. Rồi xin mời nhận thêm và tụ sắp đấy là nhận thêm thích lại này màu. Ta lấy nhóm computer thế nhóm thích add a theo bình năng. Ok, tổng mốc vì all you confirm security code đoàn tiếp. Security code đang nhà cho tù sắp đây bằng nhầm đoàn tiếp. Ok, nhà mà hỡi. Trời bấy. Xôn bằng bấy. Ok, it's work mày thà correct this code. Mày thà code đang tư trong trời. Ok, là chuyện không được nhớ. Ok, clock. Ok, bị tốt bị dương ban apply security code hơi. Dương ban thuê ca chạm sao. Rồi mà tăng tiết mình thay về để kê miền email rồi password. Nếu bỏ dương có kê nơi tay mình ai đọc cho account Facebook bỏ dương bản này. Đôi ra tại kê miền security code bỏ dương. Tại security code miền này mà chạm sao mấy luôn bỏ dương đấy. Cô
code bên được nhà cho lấy tủ sập đại bao nhiêu ok lấy chúng ta cắt sang nhau chúng ta cắt testing về ok lấy chúng ta cắt ba sang nhau ở tới ok lấy chúng lock cho được nông ở Facebook mình lock tiếp. Ok, là bây giờ lọc cho tới này ok khởi nhớ vì tìm tìa dương vay nữa security code là mấy thuốc cả lọc cho tới nông ở Facebook bao nhiêu ok, code nâng nhau cho lấy tu sắp đây bao nhiêu nó tiếp nhau cho lấy tu sắp đây bao nhiêu hả continue. Ok. Ở đây chúng ban lock cho ấy, đợi sao tại nhóm miền security code. Ok. So bây giờ nó về đại nó nào mà nè, phần phong lock cho được trong account Facebook của dưỡng. Code nâng nhà lấy security code nâng nhà cho không lấy tủ sắp đại bỏ dưỡng. Miền đại dưỡng chỉ một trang sử dụng luôn tế. Để ai lock cho nâng trong account Facebook của dưỡng bà. Ok. Ở đây chúng xong bây giờ mà đồng tiện tới. Tập dưỡng chuyện lại setting này. Hãy chọn cái line security này. Ok, trong cái line login approval này. Ok, này trong line này. Nè tặng hạ khí này, chọn line get code. Ok, get code này cứ Facebook provide security code này. Ôi dương chùm nốt đọc tổng mà này thật. Nó phê đại dương, khá dương nguyên phanh ha. Nó phê đại code bị ọc nhau cho lấy tù sắp đầy bỏ dương. Nè tặng ọc này ai phá code tặng đọc tổng này chùm nốt bàn. Để các bạn ai print đi tục tới rồi mới node ấy lại nha các bạn để các bạn ai copy về nó về đây. Thế là code bị ập nhà cho trong tủ sập đây bao nhiêu rồi mới có tủ sập đây bao nhiêu bạn lấy bạn ấy chính tới bị ập nhà cho thì để các bạn ai try code đi nằm bên trong đồ bàn. Ok là lấy những thứ ca testing code này ta vi trong trời đó lấy những vài nhầm dò những vài code nào mới mà phải nhầm dò code một ta chứ ok lấy sai mỗi số vậy, mày cùng mối một thầy, ok lấy em dò này một trái ta lọc điểm cho bao chứ cho bạn, ok lấy em clone đi, ok lấy em sign ai anh em đồng tiền, ok em lọc cho không phải số dùng đồng tiền mà, ok nên vì mình tìm tì ở dương file security code về để dương lọc điểm chỉ dương lọc điểm cho đó. Và xin chỉ vì ở nhà cô cho được nông tu sắp đây bao dương tế dương bài lịch cột như mà nên ta cột mình là dương bàn cột trọng lắm ok sai mối xôn bấy bài bằng mối phần bờ xôn bấy hoặc bài bằng mối bài bờ ok khỏi sai mối xôn bấy phải bằng mối phần bờ thì xôn mối sai mối sai mối xôn bảy phải bằng mối xôn bảy phải bằng mối một phần bờ nhé để trong trường hợp này bạn sẽ nhận được ở cái sale browser này mình thành ở lúc đó này ở cái browser này tới vì những remember password đoàn bạch ở nhà đoàn vay security code đoàn tiền thì ta lấy những đoàn theo tới ok trong mình thật code này miền bất tập hiệp ok chẳng code bỏ dưỡng mình đang ở đọc tông này đấy. Code bỏ dưỡng mình đang ở đọc tông là những phở ở mặt tông hay ở mùi hay so tay một bốn để tế việc làm gì vậy nhé đã lĩnh mũi em ăn phở rồi so tại một phần này, ok, lấy cà phê ra về để dùng bật lấy tủ sáp bật ấy chẳng nó bị ảo dùng cà phê, ok mình tập phần năng thế, không nào, nghe đó học như thế về bàn chụp cháy, hay smartphone.